Hứa chữ, ngươi cũng ngửi thấy mùi rượu thơm từ phủ của ta sao? Hả? Được, vậy thì ta ban cho ngươi một chung, uống thử đi. Rượu ngon như vậy lại đổ rồi, thật là đáng tiếc. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Hứa chữ, ta lệnh ngươi một kiếm xuyên tim, mau làm đi. Ta là một công tử thiên dương, một là giết chết ta, hai là ngươi quỳ xuống cho ta. Có chuyện gì quỳ xuống rồi nói. Chữ bái kiến công tử, xin công tử lập tức đến thẳng Hứa Sườn. Ta biết rồi, ta đi. Công tử, đứng lên đi. Không thể đi được mà công tử. Thi văn ta để lại đủ để lưu danh thiên cổ rồi, cả đời này không hối tiếc. Người sống ở đời, sống thêm một ngày cũng không dài, sống bớt đi một ngày không ngắn. Chỉ mong vui vẻ luận sống chết. Công tử, đi thôi. Các vị bằng hữu, hơn 10 năm qua, ngày ngày chúng ta ở dưới cổ đình này uống rượu ngâm thơ. Bây giờ nó đã phủ đầy ý thơ rồi. Nếu ta không về được, làm phiền các vị gỡ đình cổ này đi, để làm quan tài. Làm quan tài cho ta vậy. Công tử. Thần Lâm Tri Hầu Tào Thực bái kiến Ngụy Vương Điện Hạ. Tự kiến à, chúng ta là huynh đệ trong nhà, nhưng mà trong triều đình là quân thần. Ngày tàn tiên dương, đệ lại từ chối không đến chịu tang.
phản nghịch như vậy, tội đó khó dung. Thần đệ biết tội, xin chịu phạt. Lúc Tiên Dương còn tại thế, đệ thường dùng văn chương thi phú khoe khoang trước người, tự xưng bảy bước là một bài thơ. Rất nhiều thần công đều nghi ngờ đệ ngông cuồng khoe khoang. Hôm nay hạn cho đệ đi bảy bước trong đại đường, làm thành một bài thơ. Nếu làm được, miễn tội tử cho đệ. Nếu không được, thì ngoài tội phản nghịch ra, cộng thêm cả tội khi quân, quyết không dung tha. Xin Ngụy Dương ra đề. Ta với đệ là huynh đệ, vậy lấy huynh đệ làm đề đi. Nhưng mà đệ nhớ kỹ, trong thơ không được nhắc đến hai chữ huynh đệ. Tuân lệnh. Bắt đầu. Một bước rồi, hai bước, ba bước rồi, bốn bước, năm bước rồi, sáu bước rồi. Nấu đậu, đốt cành đậu, đậu ở trong nồi khóc, vốn sinh cùng một gốc, sao nở đốt thiêu nhau. Thôi hay lắm. Vốn sinh cùng một gốc, sao nở đốt thiêu nhau. Vốn sinh cùng một gốc, sao nở đốt thiêu nhau. Thơ hay. Ngụy Dương, thiên quy trên cao, thần đệ vô cùng run sợ, cũng coi như may mắn có được. Tiểu Kiến, đệ tuy có thể ngâm thơ chuộc tội, nhưng mà là tội thì không thể không phạt. Như vậy đi, giảm của đệ 500 thạch lương, giáng làm An Hương hầu. Trong 3 ngày đến nơi được phong địa. Tạ Ngụy Dương lòng ân. Không ngoài dự đoán của Tư Mã Ý, trong lúc Tào Phi ngự giá thân chinh, thục tướng Triệu Vân cầm quân xuất ải Dương Bình thẳng tiến Trường An.
Lục Tú cũng dẫn binh xuất chiến đại phá quân Ngụy ở Quảng Lăng. Ngụy đế Tào Phi bại binh tổn tướng, suýt nữa mất mạng. Sao người dám đánh hoàng hậu chứ? Đàn ông có thể đánh vợ, tiên tử thì không thể đánh hoàng hậu sao? Đàn ông có thể đánh vợ, thiên tử cũng có thể đánh hậu phi, nhưng người thì không được. Người không được quên, đây chính là con gái của Ngụy Tiên Dương. Tào Hồng, Tào Khương, hai người tới đây làm gì? Bệ hạ, hoàng hậu, chúng tôi tới là để thúc giá. Ta nói với hai người trước, ta không những là hoàng hậu của bệ hạ, mà còn là thân chất của bệ hạ nữa. Đừng nói hôm nay bệ hạ đánh ta, cho dù có giết ta thì cũng là chuyện bình thường. Cũng giống như vậy, hai người các ngươi không chỉ là con cháu của nhà họ Tào, mà còn là thân chất của bệ hạ. Nếu các ngươi dám giữ thế hỗn xược, hôm nay dù có giết các ngươi cũng là chuyện bình thường thôi. Hoàng hậu, vậy sao? Có kiếm ở đây, nếu bệ hạ muốn giết ta, vậy hãy rút kiếm ra đi. Tào Hồng, người dám hỗn xược. Hoàng hậu, chúng ta mặc dù có cùng dòng máu họ Tào, nhưng chuyện hôm nay thần không dám vì tư mà bỏ việc công. Bệ hạ khởi hành thôi, văn võ toàn triều đang đứng chờ bên ngoài. Mời bệ hạ lâm triều. Tào Hồng, Tào Khương, công lập của Dương ta vang danh khắp thiên hạ, cũng không dám ngang nhiên như vậy. Vậy mà hai người dám to gan giúp Tào Phi làm chuyện nghịch đạo này. Nếu mà như vậy, nhất định sẽ bị trời đánh chết. Bệ hạ hãy mau mau lâm triều, nếu không chúng tôi phải đưa người ra ngoài đó. Bệ hạ, người không cần quan tâm tới bọn ác nô này làm gì. Chú không dám làm gì người đâu. Tiên tử, ta lập thiên tử mà bị ép buộc, còn gì để nói nữa. Bệ hạ đã nói chuyện với tổ tông rồi, có phải là đã có thể quyết định được?
các khanh ăn bổng lộc nhà hắn đã lâu. Trong này còn có nhiều con cháu công thần đại hán. Các khanh thật sự nhẫn tâm làm việc này sao? Bệ hạ, chúng thần khuyên người nhường ngôi chính là tấm lòng chung của chúng thần với Giang Sơn xã Tắc. Nói thật lòng, khi Tiên Dương còn sống, chúng thần đã muốn Tiên Dương thay đổi triều đại rồi. Nhưng tiếc là Tiên Dương sống không lâu nên ý nguyện chưa thành. Bây giờ Tân Dương kế vị vẫn cố chấp không tuân theo. Nhưng chúng thần thà để Tân Dương chém, vẫn muốn Tân Dương hãy thoái vị. Nếu như người không chịu nhường ngôi, đó là tai họa sẽ ập xuống. Tên nào dám giết trẫm? Người trong thiên hạ ai cũng biết bệ hạ là một ngu quân, ở trong triều đình không tạo phúc cho mọi người. Nếu không nhờ Ngụy Vương ở bên cạnh bệ hạ, thì người muốn giết bệ hạ không chỉ hàng ngàn hàng vạn. Ngụy Vương, chuyện tới nước này cần có ý gì không? Thần về phủ đợi chiếu. Có nghe theo không? Bệ hạ cũng phải nói một tiếng. Đại hán đã kéo dài 400 năm nay, hôm nay lại không có một trung thần nào lên tiếng. Đây đều là lỗi của trẫm. Xong. Hoàng dự Ngọc Tỷ đâu? Có thần. Giao cho họ. Không, Ngọc Tỷ là của đế dương, đã giật thuốc về trời, đâu có thể giao cho tặc tử. Thần thà mất đầu cũng không giao. Tổ bật, ngươi cũng muốn bị chôn theo phải không? Thời xuân thu có Đổng Hồ Công, tổ mật nguyện nối gót theo sau. Nghịch thần các ngươi lật đổ hán triều, nhưng không thay đổi được sử sách, sẽ bị ngàn đời nguyền rủa, giáng phu chỉ trích. Đó chính là kết cục của các ngươi. Thầy, chỉ là một quan dự Ngọc Tỷ mà còn hơn cả bọn nghịch thần. Hạ chỉ, nếu không bệ hạ cũng máu chảy đầu rơi. Xin bệ hạ hạ chỉ. Thank you.
người đâu. Thảo Chiêu, trẫm tại vì 32 năm thiên hạ nhiều lần điên đảo, cũng may nhờ tổ tông linh thiêng nguy mà vẫn tồn. Vậy mà nay nhìn tiên tượng dò xét lòng dân, số phận Hán triều đã hết, số mệnh đã theo về họ Tào. Tiền Dương đã dựng nên công thần võ, Kim Dương lại sang mãi đức tốt để ứng vào vận ấy. Lịch số rõ ràng, tin là như thế. Theo vào đạo lớn, lấy thiên hạ làm đầu, Du Nghiêu lập người tài kế vị mà tiếng thơm lưu ngàn đời, trẫm thầm ngưỡng mộ. Nay trẫm noi theo điển tích Nghiêu Thuấn, nhường ngôi cho Ngụy Vương thừa tướng. Ngụy Vương chớ chối từ, khâm thử. Qua Hầm, ông thấy chiếu thư nhường ngôi này thế nào? Ngôn từ coi như cũng khẩn thiết. Ông nói là khẩn thiết, chỉ bằng nói là thảm thiết đi. Nghe cứ như Ngụy Vương đã dùng đao ép ông ta nhường ngôi vậy. Ý của điện hạ là... Từ chối. Ông làm theo cho ta một bản biểu chương, từ chối không nhận để tránh tiểu nhân gièm pha. Quân lệnh. Bệ hạ, đây là biểu chương từ chối của Ngụy Vương điện hạ. Ngụy Vương khiêm nhường như vậy, trẫm biết phải làm sao đây? Bệ hạ, chiếu thư nhường ngôi này là do ai viết vậy? Hay là Hạ Quan? Câu chữ trong này khiến người ta hiểu lầm Ngụy Vương là người thất đức mà ngươi còn giam giết. Ngươi có ý đồ gì đây? Lôi ra ngoài, chém đầu! Dạ. Bệ hạ, bệ hạ cứu thần, bệ hạ, bệ hạ. Bệ hạ, hãy viết lại chiếu chỉ khác. Trẫm sẽ viết lại chiếu chỉ khác. Mang lụa tới. Dạ. Qua Hầm, lần này sẽ do khanh cầm bút thảo chiếu được không? Bệ hạ nói vậy là không đúng. Thần sao lại dám vượt quyền? Khanh muốn trẫm đích thân viết chiếu chỉ. Như vậy mới có thể nói rõ tấm lòng thành khẩn của thiên tử. Thank you.
trẫm đã giết xong rồi. Bệ hạ đóng ngọc tỷ lên. Bệ hạ có thể lâm triều rồi. Bệ hạ phải đích thân cầm chiếu thư nhường ngôi này trao cho Ngụy Vương điện hạ. Tỷ là hoàng hậu, không thể làm vậy. Đừng có làm vậy. Ngụy Vương, ngài, ngài vẫn còn coi ta là hoàng hậu, vẫn coi ta là tỷ tỷ của ngài sao? Đương nhiên, chúng ta là tỷ tỷ với nhau, đời đời kiếp kiếp đều như vậy. Nếu vậy, có thể cho ta nói vài câu không? Thì tỷ cứ nói. Ngụy Vương, ngài mới thừa kế vương vị chỉ có mấy ngày mà đã muốn làm vua của thiên hạ. Không lẽ ngài không sợ phụ vương trên trời linh thiêng sẽ trách ngài sao? Không sợ. Không những không sợ, mà để còn nghĩ, nếu phụ vương ở trên trời mà nhìn thấy được, chắc chắn người sẽ mừng cho đệ. Vậy thần dân thiên hạ thì sao? Thì lại càng không sợ. Chỉ cần để giúp cho thần dân của đệ có cơm ăn, có chỗ mặc, có công thì thưởng, tội thì phạt, bọn họ sẽ gọi đệ là thánh quân. Thánh quân Tào Phi, ngươi đúng là vô liêm sỉ mà. Thì có biết để sắp làm gì không? Thì biết để muốn làm gì không? Việc mà hôm nay để làm luôn luôn cao hơn liêm sĩ. Tỷ, để cũng muốn khuyên tỷ một câu. Tỷ là con cháu họ Tào, trong người tỷ đang chảy dòng máu của họ Tào. Là phụ vương bảo tỷ làm hoàng hậu, tỷ có biết là năm đó phụ vương tại sao lại làm vậy không? Phụ vương muốn để thiên tử làm con rể của họ Tào chúng ta. Nếu như tỷ phản lại tổ tông họ Tào, phụ vương ở trên trời của linh thiên, người mà người muốn trách là tỷ đó. Tỷ về cung đi. Đệ
đệ thật sự muốn phế hán tự lập mình lên sao? Đệ thuận theo ý trời. Được. Vậy thì ta và đệ cùng chết chung với nhau. Bỏ ra. Tì tì, chiếc áo giáp này của đệ là của phụ vương để lại cho đệ. Tỷ không nên làm trái ý trời. Tỷ về cung đi. Để bảo đảm tỷ phú quý suốt đời. Hoàng thượng gia đâu? Ngụy Dương đâu? Chưa nghe ý chỉ của bệ hạ, Ngụy Dương chỉ có thể ở ngoài chờ chiếu. Cho Ngụy Dương vào cung. Khẩu dụ của bệ hạ, triệu Ngụy Dương vào cung. Triệu Ngụy Dương vào cung. Bệ hạ. Trẫm xin gặp lúc thời loạn, thiên hạ chia ba, chiến loạn không ngừng. Trẫm nhờ ân đức của Ngụy Dương mới có thể duy trì được hán triều nay. Ngẩn nhìn thiên tượng, dò xét lòng dân, vận mệnh của Đại Hán đã không còn nữa. Ý trời lòng dân đều tập trung về chỗ Ngụy Dương. Trẫm bằng lòng phụng theo mệnh trời, thuận lòng dân, noi gương theo vua Nghiêu, vua Thuấn, nhường ngôi cho Ngụy Dương. Bẩm bệ hạ, thần đức tài hèn mọn, nào dám dứt quyền của Ngụy Chí Tôn. Xin bệ hạ hãy chọn người tài khác để nhường ngôi cho. Thần chỉ dám tận trung với triều đình, không có ý gì khác. Trẫm đã viết lại chiêu thư nhường ngôi, Ngụy Dương vẫn không chịu nhận. Trẫm phải làm sao đây? Bệ hạ, thiên tử nhường ngôi, người nhận ngôi sẽ từ chối một lần, hai lần, ba lần. Thánh đức của Ngụy Dương
Không lẽ bệ hạ còn không hiểu sao? Cần buông trẫm làm sao đây? Xin bệ hạ viết lại chiếu lần ba để tỏ rõ sự thành khẩn của thiên tử. Ông trời! Ông đã giết trẫm hai lần rồi, còn muốn giết trẫm lần thứ ba sao? Hỡi Ngụy Vương, ngày xưa Nghiêu nhường ngôi Thuấn, Thuấn nhường ngôi Vũ, thiên mệnh vô thường, ai có đức thì được. Nay nhà Hán đổ nát, sinh ra loạn lạc, những kẻ phản nghịch nổi lên khắp nơi. Nhờ có Ngụy Vương thân vũ, lập cương kỷ, bình đại loạn, cứu xã tắc an tông miếu. Nay Vương nối vào ngôi trước, đức lại sáng hơn, mở rộng nghiệp lớn ra, tỏ thêm công lao của cha mình. Trời giáng điềm lành, thần báo chuyện lạ. Nghĩ đến Vương, trẫm bỗng sáng ra, muốn học tấm lòng độ lượng của Nghiêu Thuấn. Nay theo điển tích xưa, nhường ngôi cho Vương. Tha ngôi, lịch số của trời đã ứng vào Vương, hãy thuận theo đại lễ, hướng về vạn quốc, nhận lấy mệnh trời. Quốc hiệu Đại Ngụy, Cải Nguyên, Hoàng Sơ, Kiên Đô, Lạc Dương, Truy, Phụ Dương, là Thái Tổ Vũ Hoàng Đế, Phong Lưu Hiệp Nhường Ngôi, là Sơn Dương Công. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Bệ hạ, mau tránh vào thuyền đi. Thiên hạ đều thuộc về đệ đệ nè. Đệ ấy muốn giết ta, ta còn trốn đi đâu? Bái kiến Sơn Dương Công. Tư Mã Ý, người đến có việc gì? Hoàng đế Đại Ngụy niệm tình tỷ đệ, đặt lệnh hạ thần đến tiễn biệt Sơn Dương Công và phu nhân. Đại Ngụy hoàng đế quả thật nhân từ,
Lệnh thần truyền lời. Chỉ cần Sơn Dương Công không quay về thủ phủ, bảo đảm người phú quý suốt đời. Lời này, Tư Mã Ý ngài có tin không? Tư Mã đại nhân, tướng lượng của Sơn Dương Công không cao, lời nói của người xin ngài đừng trách. Thần không trách. Thần tin Đại Ngụy Hoàng đế nhân từ. Sơn Dương Công mà tiền nhân gây dựng, hậu nhân hưởng. Hậu nhân hưởng chắc vui vẻ, còn có kẻ hưởng ở phía sau. Trời không còn sớm, nước lên gió lớn, hãy về phủ đi. Hãy nhìn lại một lần. Nhắm một mắt nhìn một mắt. Dù sao ông ta cũng làm hoàng đế mấy mươi năm, nay tận mắt nhìn thấy nước mất thì làm sao mà cầm lòng cho được. Thời vận thế này không phải người nào cũng thấy. Của ta thật có ý nghĩa. Khi ta lên ngôi là kẻ khác ép ta làm, khi không làm hoàng đế nữa lại là kẻ khác ép ta phải xuống. Năm 9 tuổi Đổng Trác ép ta lên ngôi hoàng đế, ta trở thành trò chơi mà hắn hài lòng nhất. Từ đó về sau, ngày ngày ta lấy nước mắt rửa mặt, hổ thẹn với tổ tông, xấu hổ với lê dân. Không có một ngày vui vẻ. Nói ra, ta phải cảm ơn lệnh đệ. Chính hắn đã giúp ta thoát khỏi bể khổ. Hôm nay là ngày mà ta vui nhất trong đời. Tào Phi, hắn không phải là đệ của thiếp. Hắn là gian thần tặc tử. Thần thiếp hận hắn thấu xương. Đừng trách lệnh đệ. Cả đời ta qua tay bốn cường thần, kẻ nào trong bọn chúng cũng là chủ công của hoàng đế bù nhìn này. Đổng Trác, Quách Tị, Tào Tháo, Tào Phi. Tin ra lệnh đệ là người đối với ta tốt nhất. Cuối cùng ta đã dạy được giữa non xanh nước biếc. Ở nơi đó ta chỉ cần ngâm thơ đọc sách mà thôi, việc trước giờ chưa từng làm được. Thuyền sắp chìm rồi. Bệ hạ, thuyền sao vậy? Chú công, mau đuổi thuyền đi chú công, thuyền sắp chìm rồi, lùi ra. Dạ. Tình Tư Mã Ý muốn hại chết người mà.
Không phải Tư Mã Ý, là Tào Phi. Tào Phi muốn người chết. Ngoan, ngồi xuống đi. Mặc kệ nó. Ngoan, rót rượu cho ta. Ngoan đi. Đặng biết không, thuyền thủng không phải Tư Mã Ý làm, chính ta bảo người làm. Ta đem giang sơn của tổ tông dâng cho kẻ khác. Ta không xứng được chôn cất trên đất Đại Hán. Ta chỉ xứng chìm xuống đáy sông, trôi ra biển cả cho cá ăn thịt. Hoàng hậu, nàng đi đi, để mình ta ở lại. Kiếp này cuối cùng bệ hạ vẫn là một anh hùng. Thần thiếp không đi đâu, luôn bên cạnh bệ hạ. Thần thiếp mãi mãi bên cạnh bệ hạ. Hoàng hậu, nếu có kịp sao, tuyệt đối đừng làm dâu nhà đế vương nữa. Bệ hạ, nếu có kiếp sau cũng đừng đầu thai vào nhà đế vương. Tranh thủ lúc còn sống lập được công danh đại nghiệp. Khanh nói rất đúng. Trong đạt, nếu trẫm sớm nghe lời khuyên răn của khanh, có lẽ sẽ không thất bại. Cả đời này của trẫm chỉ là một ông vua không có công cán gì. Bệ hạ đi đánh Ngô, tại sao không cho thần cùng đi? Thần ngay cả nằm mơ cũng muốn được lập công trên sa trường cho bệ hạ.
trẫm sẽ dùng khanh. Tiên đế đã nói, chỉ có khanh là đối thủ của Gia Cát Lượng. Trọng Đạt, trẫm muốn hỏi khanh một câu. Sau khi khanh cầm binh thì ai quản khanh đây? Kiếp này vĩnh viễn không cầm binh. Người đâu? Bệ hạ, truyền chỉ. Tư Mã Ý thận trung hoàng thất 25 năm, cần mẫn phò tá, trí dũng hơn người, ý chí kiên định không màng cực khổ. Tấn phong làm phiêu kỵ đại tướng quân, cùng đại tướng quân Tào Chân, đại tư mã Tào Hư chấp quản quân chính nước Ngụy. Khâm thử. Tạ ơn. Trọng Đạt. Tào tướng quân ta, nhờ kệ khanh hả phò trợ cho tốt hả? Thần tuân chỉ. Thần tuân chỉ. Trẫm mệt rồi. Lui ra đi. Làm vua 7 năm, không lập được công gì, hưởng thọ 40 tuổi. Lão gia, canh nấu rồi. Lão gia, canh nấu xong rồi. Ngài làm sao vậy? Người chết rồi. Ai? Chủ của người. Chủ của nô tì là lão gia. Cũng là chủ của ta. À.
người ngài nói chính là hoàng thượng. Đúng vậy. Hoàng thượng. Hoàng thượng mới có 40 tuổi mà. Đúng vậy. Hoàng thượng 40 tuổi đã đi rồi. Còn Tư Mã Ý ta 50 mấy tuổi rồi mới đợi được ngài nắm giữ binh quyền. Tịnh Thụ, chủ của cô là một hoàng đế tốt, thiên tử tốt. Đáng tiếc trời không muốn. Trời không muốn, thần không làm được gì. Thần không làm được gì. Hoàng thượng đang coi như vậy, nước ta chắc chắn sẽ thành đại nghiệp. Thần Tào Chân. Tào Hưu. Bái kiến hoàng thượng. Tam thúc tứ thúc không cần đa lễ. Nào, mời ngồi. Tạ bệ hạ. Bệ hạ. Bệ hạ quả nhiên là người trời đó. Thần thái rực rỡ, dương quy sáng lạc, chiếu làm mắt thần hoa hết cả rồi. Thần mới vào tới cửa đã cảm thấy một luồng sinh khí thổi vào mặt của thần rồi. Đại ngụy ta có được một thánh quân như vậy, đúng là vận may trời ban rồi. Vận may trời ban mà. Hai vị không chỉ là trưởng bối của trẫm, còn là trụ cột quốc gia. Mai này phải nhờ hai vị chỉ dạy cho trẫm. Đại nghiệp chưa hoàn thành của Thái Tổ và Tiên Hoàng, nhất định phải hoàn thành trong triều đại của trẫm. Bệ hạ tài trí như ánh mặt trời, chúng thần nhất định sẽ dốc hết sức mình. Thần cảm thấy trước phải yên nội mới trừ ngoại. Bệ hạ muốn thành đại nghiệp thì phải chỉnh đốn triều cương, diệt trừ gian thần trước mới phải. Hả? Ai là gian thần? Bệ hạ, Thái Tổ Võ Hoàng Đế từng nói chuyện với thần. Tư Mã Ý lòng lan dạ sói, không thể giao phó binh quyền, lâu dài chắc chắn sẽ là đại họa của nước. Tư Mã Ý tài trí hơn người, tính rất kiên nhẫn, từng theo hầu bên cạnh tiên đế nhiều năm. Năm xưa tiên đế không dùng tới, chỉ áp chế. Không ngờ trước lúc tiên đế lâm chung, trong lúc bất cẩn lại để hắn đoạt được chức vị phiêu kỵ đại tướng quân. Chuyện này rất là đáng lo. Bệ hạ, xin thứ lỗi thần nói thẳng. Bệ hạ vừa mới lâm triều, nếu không phải họ hàng Tào gia thì không nên giao binh quyền. Tư Mã Ý xưa nay tài trí, tinh thông binh lược, cùng con trưởng Tư Mã Sư, con thứ Tư Mã Chiêu đều là có vị tướng hết. Cái gia tộc Tư Mã này là một gia tộc thịnh vượng trăm năm, môn sinh cố nhân thân tín bằng hữu rải đầy ở trong ngoài triều đình. Bệ hạ, đêm qua thần nằm mơ thấy ác mộng. Thần mơ thấy ba con ngựa ăn cỏ trong tàu. Khi tỉnh dậy liền cảm thấy sợ hãi. Bệ hạ, ba con ngựa chính là Tư Mã Ý, Tư Mã Chiêu và Tư Mã Sư. Còn tàu cỏ chính là họ Tào. Vậy trẫm nên làm thế nào? Theo như ý của thần, ta nên điều hắn ra khỏi kinh đô, phái tới biên thành, sau này mới từng bước tính tiếp. Như vậy cũng được. Tội Tư Mã Ý vẫn chưa rõ, nếu như ngang nhiên diệt trừ sẽ có sóng gió. Như vậy đi, phong Tư Mã Ý làm đại đô đốc Ung Lương để hắn trấn giữ biên thành. Không có ý chỉ của trẫm, không được hồi kinh.